này nó lên cây không có thang nữa. Bị lũ hoàn lại thế cho tới chọc sao là phần đọc này là nó đã thằng làm nó đấy á. À sao bông? Hãy đang môi á. Này nó leo lên nó đúng trái. Này các cháu đau phê nó tin rồi nó lớn lên con của nó sẽ là cặp lại đó. Đứa này chặt trái thấy vậy chứ cũng phải biết nó vừa vừa mới ăn được chứ để nó già quá nó cứng đời cứng ngắt à. Nó ca nó dương sân vô có khối chứ nè, ớt bàn phái nữa. Mấy cái này là mấy cái bông mà mình không có lấy đường. Nó mới còn trái chứ mà nếu mình lấy đường ấy là nó hư. Nó cặp thật lẹ đúng không? Cặp trao nó hả? Đó, tôi thích đi chiếng ở chằm thọt nữa. Nó chặt hết, nó cột lại nguyên chùm rồi nó thả xuống. Thả xuống rồi. nằm ao đó. Cây này nó lên không có cái thang. Cái đứa này nó chặt trái chứ, chặt trái đem ván. Bên này cây cái trái không à? Khi mà trái nó bự vậy là hết nè, hết cái lấy nước đường thốt nốt rồi, để cho nó thành trái trong quán luôn. Nên trái 5 ngàn, 4 múi, 3 múi. Ao chui trên nơi kia và vạ chân ngón à, lấy đất từ bên lan rồi xe tam lan tam ấy trên này mấy đứa nó lấy trái nó chắc bán xong sai xong cái lô đấy cháp cái thư chớn. Bữa nay lên thấy người ta lấy trái, người ta chặt trái không à? Cây này trái quá trời. Lấy trái nhiều vậy chứ, nhiều khi trái non. Cái nào già quá chặt bỏ. À, mấy hôm dịch Covid đó, đâu có cho đi lên đi núi thì ai ở đâu ở đó, thành thử cả tháng trời rồi, trái nó cũng hư, trái nó lỡ cỡ rồi, cả tháng trời lên là nó già rồi bỏ. À, lúc đó mà có chặt thì cũng đâu có mua bán được cho ai, đâu có ai đi đường đâu mà, đâu có khách khứa gì đâu mà mua bán. Nó xuống chỗ này bị án. À, này nó lên cây không có thang này. Mà cây thốt nốt thì nó nhám nhám, dễ lên hơn cây dừa. Cây dừa thì nó trơn. Cây này chứ cao cũng cỡ 10 mét.